Thi đấu thứ tư trong C đấu này. Vừa rồi thì bên phía của Thái Bình, tuy nhiên là quân đội thì đẹp hơn. Nhưng có lẽ đánh với bài gì thì đánh thì trước hết là cứ phải lên đời cái đã. Trong khi mà Trường Sa lên đời sớm hơn rất nhiều và có lẽ là nhà giàu và Chôn Son bật 4 từ rất sớm. Cùng với đó là Summer của Chim Sẻ cũng đã lên 4. Chôn Son của Lady Grick và Palmy. Vâng, trong thể loại team 44 thì quân như này có lẽ là hơi tù rồi, tất cả thì phụ thuộc vào AC, nhưng mà AC thì lại ở đầu cánh. Thì trận thì chưa biết thế nào. Ở đầu cánh như này thì liệu AC có lên cung hay không, hay là cả bốn game thủ cùng chém cũng là một ý tưởng không tồi. Người ta thường nói là đế chế thì có sự công bằng. Và hy vọng với cái quân đội tù hơn như thế này thì nhà cửa sẽ giàu có và lên đời sớm, chém thật sớm vào bên phía nhà của đối phương. Chôn Son có một hươu 7, voi thì voi vẫy tai, hy vọng là hai voi. Nếu tìm cho mình thêm hai bãi quả phụ như thế thì hai bãi quả phụ nữa. Chủ động lên thẳng 4 thì có lẽ là sẽ đủ. Grick của Meo Meo, một loại quân mà chỉ có lợi thế khi mà lên được đời 4 thôi. Có y và có song pháo. Khi mà đánh ở đời 3 chắc là không có cái bài gì ngoài cái bài phải trâu chém. Đang câu một con voi từ khá xa nhà chính về. Chúng ta cùng xem Pami đang làm ăn như thế nào rồi. Vừa rồi thì là một pha cầu voi bị chết dân của AC. Bãi quả đầu thì đã sắp hết rồi, liệu có cắt ra để đây rồi, đã có bãi quả phụ, cắt dân từ bãi quả đầu ra để ăn bãi quả phụ này. AC đã kích đời với 26 dân, khá là sớm sủa. Đây là Chôn Son. Có vẻ là rất nhiều hươu voi về với nhà chính đây. Bắt đầu cho cắt hai nông dân ra, có lẽ dâng lờ để chém cho AC đầu cánh lên cung.
Amiran trận này có vẻ là tù về thực rồi, kích đời khá là muộn màng. AC đang rất cẩn thận bo bế những bãi làm ăn của mình. Có một con cung tê ra để thủ. Game thủ màu 5 đã có chỉ số rất cao. Có lẽ là anh đã lên đời và bắt đầu, có lẽ là có những con ngựa giò đi giò chạy loang quang trên bản đồ rồi. Tammy trận này không lên đời sớm được nên là tạm thời cũng khi mà giò sinh ra thì cũng thủ ở nhà. Có lẽ là hoàn toàn hợp lý thôi. Thôi nhà luôn. Và đây Meo Meo. Rick thì đang công có vẻ là đang công vào nhà của game thủ màu 8, tuy nhiên là cũng có sự xuất hiện ngựa giò của Mạnh Hổ. Nhà này không biết nhà của Johnson, Seng hay là Yamato. Như vậy là đây là nhà của chim sẻ đi nắng cầm Yamato. Yamato đã có những con cung A một áo sinh ra. Tuy nhiên tham của Rick bây giờ cũng chỉ còn là 10 trên 28. Vẫn rất cố gắng để công vào nhà của chim sẻ đi thắng, chim sẻ đi nắng để tạo lực cho đồng đội có thể công lên về sau. Tạm thời bước đầu cứ thế đã. Chim sẻ nắng đã bò lại được nhà. Và Miran ở trong cánh. Tiếp tục công vào nhà của chim sẻ đi nắng để không có thể cho Yamato có được những con cung hai áo và phát triển mạnh mẽ về sau này. Chim sẻ đi nắng dường như thủ nhà rất hay. Lạc đà thì đứng ở bên ngoài không thể công được vào bãi làm ăn phía bên trong. AC của Hưng Nhổn. Có sự xuất hiện của Black. Cùng với đó là game thủ màu 5 có vẻ là đang ốp nhà khi mà biết được AC là chủ lực của bên phía Thái Bình. Liệu có một tên quân sang cứu nhà đến từ đồng đội hay không? Hay các anh lại thân ai nấy lo mất rồi? Johnson của Tiểu Bạch Long hiện giờ vẫn đang cố gắng công vào nhà của màu 5. Cung R của game thủ màu 7 khá là đông. Hai con chém rất cố gắng để công vào, tuy nhiên là
số lượng cung R thủ ở nhà rất đông. Ngay sau đây phải tụ chém và công và ruộng của đối thủ. Lượng thực thì hoàn toàn là tăng rất chậm. Chúng ta cùng xem Hưng Nhổn AC. AC phải chịu sự công lên rất gay gắt đến từ dường như là person của màu năm. Con son bây giờ nông dân của anh cũng mỗi người một nơi rồi. Tụ được cái đám chém này, tuy nhiên là bên phía của đối phương thì nhà đã bo rất kín. Như vậy là bên phía Thái Bình đã đầu hàng. Như vậy là kết quả là 3-1 trong C đấu thứ 3 này và 3-0 về C, nghiêng về phía của Trường Sa.